Các bạn thấy không, anh mình kia chưa? Lại tới thứ bảy hàng tuần nữa rồi. Dạ anh em mình lại tiếp tục đi bắt cá nha. Hôm nay tụi mình đi có mấy anh em thôi. Hôm nay thiếu một nhân vật nó rất quan trọng, đó là cây hài hước của nhóm đã chạy. Hôm nay bận công chuyện không có đi được, có bốn anh em mình đây với một số anh em nhân vật phụ bên ngoài kia là người ta kiểu như là đi để hưởng phong trào thôi. Xin mời các bạn cùng theo team chúng tôi tiếp tục đi bắt cá ha. Và kết quả mình cũng không dám nói trước mọi điều. Ok, bây giờ chúng mình cùng đi. Tới rồi mấy bạn ơi. Đây là hai chiếc xe của mấy anh em bỏ lại trước, đi chung với tụi mình luôn. Bộ khung tem mình thì vẫn là bốn anh em, nhưng mà hôm nay có một số anh em tới giao lưu ha, cũng là bạn bè chung với nhau, cho nên cũng khá là đông á. Nước hôm nay là lớn hơn mọi bữa nha, nước đang lên. Tạm tới chìa khóa không chặt. Cái gì? Đâu giữ đâu? Là đâu giữ đâu? Vừa ăn vừa nói cũng khó hả? Thằng nào đẩy khóa cổ lại, đủ quá. Mẻ chài đầu tiên, nước lớn, mặc dù nước lớn nhưng mà hôm nay cũng hên là mẻ chài đầu tiên có cá. Trời bỏ gì vậy? This is life, we live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. No matter the step, always stay. Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. And we're surrounded by the light. We live to die. We are shadows in the neon light. Có gì không anh? Thông thường là cái chài đầu tiên thì bao giờ cũng nhiều cá, và chài thứ hai là không có cá các bạn ơi. Nãy mua nhiêu lon rồi chảy? Lãi. Ít nước đá đó. Nhiều nước đá không đủ đó, người ta 15 lon rồi. Bữa trước là cái bãi bồi bên kia nè. Bên kia là cái bãi là nước tới gút tụi mình đi thông qua luôn. Nhưng mà nay nước lớn tới nổi là phải lội rồi đó. Chắc cứu rồi, hôm nay phải lội rồi. Sao cái này không thấy con nào bự như vậy đó. Đã có tươi ngon các bạn luôn. Bốn tượng, cá gì anh? Bốn tượng. Cá có tiêu hết bài luôn anh. Không. Nói là ít cá thôi nha, chứ mới quăng có mấy chài mà cũng được nhiều lắm đó. Chẳng qua nước lớn thành thử không bắt được cá bự thôi. Bự nó khôn lắm. Ỉa đi chứ lại. Ỉa đi. Ỉa trong quần. Cá chép nhỏ xíu, thả cho nó đi. Cá chép này ăn uống cái gì. Thả cho chở táo. Táo tiếp gì giờ này nữa anh ơi. Bơm lê táo lụ gì giờ này nữa. Bắt đi. Thái nè. Đâu rồi? Đó. Gỡ ra dơ lên cái chí lại. Cá là ngán luôn anh trời. Ngán gì đụng mẹ cũng bao hết rồi. Không, con cá bự hơn gấp đôi con này. Đoán rồi. Ôi mày hỏi anh chảy thôi. Hỏi nhanh. Đưa lên mỏ cạp cái coi. Hung nó một cái coi. Nó đang đáy à. Đâu. Nước thánh nè. Cái này gọi là nước thánh. Uống này là uống nước tảo đường luôn á. Cá cũng đái nữa hết rồi. À, cái hố hồi bữa mình mở đường máu này mấy bạn. Đó. Này có cái lối mòn, anh em mình quyết định đi bộ vô đây khỏi lội luôn để bắt. À, xin thông báo với các bạn một tin vui, đó là idol của tụi mình đã tới rồi ha. Cây hài của nhóm đã tới rồi. Ảnh bận công việc nhà cho nên giờ này mới tới. Nhà có công chuyện gì mà đến trễ vậy hả chạy? À, vì đình bà ẻ. À, đây là một idol cũng như là người kiến tạo ở trong team. Rồi xuống đây em ơi. Việc thiếu vắng một người kiến tạo thì rất là buồn. Và rất may là anh ta đã tới. Chạy cái nhóm lửa việc trà. Lá dừa đó mà không trái nữa thôi mà đi chết dùng đi chứ lại. Đéo phát đéo là nào đặt gì đó. Ừ. Cũng có sẵn đâu nội. Lúc lửa chạy nè. Đặt cái gì lửa lên. Má ơi bên chơi người chửi hoài. Ăn vàng thổ dân nữa. Thổ dân tóm đâm cây. Con cá rô mà nằm trong cái rô. Con cá bự. Thôi chết mẹ liền ra ngoài kia luôn rồi. Lụm vô. Điện đâu có hướng nào chị. Chưa gì hết nó đã gót bia ra nó uống rồi đỉnh ngựa nó. Ê đóng em bia luôn kìa. Hả? Ai đâu má giặt biết bẫy lầy mà ơi. Vậy được rồi. Rồi vớt nào. Anh em ta. Vô đây mát này không ngồi. Đâu? Bốn nữa. Ô. Chết mẹ mà lắp vô đây nè, mình chết mẹ mà. Mình cẩu bác 2020 đó. Thì ấm mày xé thùng cái quạt. Tự nhớ thùng cái đốt. Ừ. Mày nhắn tin với nó kêu giờ điện thoại cho người ta. Nó có gửi lại số OTP cho Cường. Chị em không dính quá mấy cái vô liền nè. Mấy văng hoài luôn lộn mất bát luôn. Đéo đường. Rồi kiếm đủ má kiếm trần ngại phải cũ luôn á. Người ta chơi bị gì đâu. Thì đủ má biết gì đâu bị chơi Facebook luôn. Mấy con cá không quýnh lộn. Nó ăn luôn. Mất dạy. Rồi mấy con nhỏ vậy nó ăn luôn. Trời. Nói đéo ai lộn quá đem vô à. Ăn bụng rồi phải á, ăn bụng trước. Đừng xả đi, mình đạp nữa đó. Gan à, đạt. Thôi gan ha. Cũng như bữa trước nay có bắp. Cũng là một sản phẩm tài trợ có Mạnh là tê của nhà chồng cho nên là ăn thoải mái đi mấy bạn. Mấy cái cây đâu rồi? Ăn cũng để chỉ mà giống nãy nữa bây giờ. Cạo xui á, đụng quá mới cạo ngược chóc thịt. Cũng chưa chín nữa ta. Chín rồi đó. Rồi. Nhưng mà nó chảy ngoài thôi. Nó mới khô giống như bên kia đó. Có anh chị này đi bắt cá này. Khó hiểu quá trời. Bơi cái vỏ lãi. Cái lồng má vậy nó biến vỏ. Hello gì? What's your name? Hello, what's your name? Có giăng lưới với nào? Có anh Nhân ảnh có gãi cái lưới qua đó đó. Có chút xíu à. Hôm nay đại mấy thằng em bữa cá nướng cho kìa chui hông luôn kìa trời đất ơi. Ok nha, xin mời các bạn cùng nâng ly với chúng tôi. Hiện tại bây giờ là trời cũng đã gần trưa rồi, anh em tôi vừa nướng cá xong. 1 2 1 2 3 vô 3 2 1 vô. Thì cũng như mọi hôm anh em tôi uống mấy lon bia giải trí chơi thôi, không uống nhiều đâu, không có say xỉn đâu các bạn đừng lo ha. Ở bên kia mình còn có bắp nướng ở bển nữa, lát đem ra chiến tiếp. Ok, xin mời các bạn nha. Ở đây có mấy thằng nhà em hôm nay dắt nó đi mở mang tầm mắt coi cái cuộc sống hoang dã của tụi em ra sao ha. Thịt cá thì trắng ảnh luôn, cá là cá sông nè, thịt cá trắng ảnh luôn, cá là bơi dưới nước á. Anh em cho ý kiến cái cá có thơm không, có ngon không? Ngọt. Đâu hỏi mày đâu, mày ở trong tem mà nhiều quá. Ngon. Cá là ngon lắm anh ơi. Mấy anh em mới nè. Ngon anh, ngọt quá anh. Cá đi xong chắc luôn anh. Ngon không cu? Ngon. Ok. Ngon anh, quá ngon anh. Mấy đứa. Dạ ngon anh. Ok. Quý lắm anh, sống sâu quên. Thiệt. Mấy thằng em này nó ở bên quận 7 với quận Nhất không à. Mình cũng có qua lại với tụi nó chút xíu, tại vì anh em tụi nó là cũng là con nhà giàu, nhà phố bố làm quan. Nhà em là ba em mà nghe em đi đến nước là ba em chửi em chết đó, tại ba em cho nên là nó ăn món xôi hào hải vị không à, hôm nay nó được ăn món cá đồng nó khoái chết luôn. Nãy cá thì nhiều nhưng mà người đông quá ăn không đủ. Anh em đang lội sông qua bên đây để đi hái me. Trong đây có cây me rừng, trái ngon lắm. Ui da, kiến cắn. Kiến quá trời. Nè, nguyên cái gốc me nè. Cái dơ gắn mới lột. Ghê không anh em? Nè cái đầu này gắn bự luôn, dày thọn luôn. Đây gắn nhiều phải rồi. Có ai vô đây đâu. Ngoài đây là ruộng nè, thẳng cánh cò bay luôn. Nè đất ba mẹ mình để lại cho mình á, mà chưa có kêu bán. Giờ kêu bán chắc cũng mua được mấy căn ở quận Nhất. Hồi trước làm clip lội trong đây bắt cá là sình quá trời luôn. Nè không có sình. Rồi lội qua được cái hố mệt quá. Trong rãnh có cây me nữa, biết có trái không? Lại lôi sình nữa. Trái non phải không? Non. Ừ, hai trái non mới ngon. Rồi dốt luôn này, hết non này. Dạ. Mày đi đây không lại mày lụm me đi kìa, về cho tụi nó ăn kìa chung. Tỏi cũng ăn về tao hái. Về tao lao. Thôi má rụng xuống nè. Dạ. Má trời luôn. Cây me là nhiều kiến nhất luôn. Nếu bọc hết đi về cho anh em tụi nó ăn. Me nay chín hết rồi anh em, không có me non. Mà tôi thì lại thích ăn me non. Ông anh mình cũng đang trèo trên cây. Mệt quá trời quá đất. Về thôi mấy bạn ơi, hái được một bọc me luôn. Còn kia xách một bọc me đi về lội sình. Má mệt quá trời quá đất, cầm cái máy quay nặng. Có tiền mình lên đời cái GoPro cho nó nhẹ nhàng. Trên đường đi về thấy cái dũng. Về mùa nước khô, cái dũng nó khô nữa. Em vô coi rồi có cá không. Ôi xịn không cha. Kìa cá bác bỏ vỏ kìa. Cua đồng mập lù luôn. Tôi chưa thấy con cua đồng nào mà bự vậy. Có cái bụi tre. Hình như máy mình hết pin rồi mấy bạn. Chắc video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Bye bye, cảm ơn các bạn rất là nhiều.